Tỉnh An Giang với lại thành phố Long Xuyên, những cái chiếc xe lô đạp như thế này thì bây giờ gần như là đã hết thời rồi. Đây là những ngày cận Tết, của Tết, chuẩn bị chuyển sang năm 2024, chuyển sang năm Giáp Thìn nha cô bác anh chị. Tay và đôi chân của mình kiếm đồng tiền vất vả lắm. Đúng. Đổ mồ hôi sôi nước mắt, có đôi khi khắp nói nặng nói nhẹ. Đúng đó. Không mưa thôi mà mưa nữa là còn chết lớn nữa. Thì nói như mình cảm động vậy thôi. Cảm động về cái vấn đề gì chú? Cảm động chẳng hạn như mình nghèo quá rồi không biết sao. Nhiều lúc á tới 9-10 giờ khuya mới ăn cơm. Đó, trưa này cũng vậy, nó có tiền thì ăn, rồi không có thì kiếm cơm từ thiện ăn. Rồi nhiêu đó đó. Dạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và đây là một cái chiếc xe lôi đạp của Phú Chất. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ lên một cái chiếc xe lôi đạp của chú Chất để đi dạo quanh thành phố Long Xuyên những ngày cận Tết như thế này nha. Rồi con mời chú. Chạy ha. Dạ. Cháu để đi theo luôn. Dạ. Chậm chậm ha. Ờ. Rồi cháu để cái giò ở trước đi cho nó đồng. Con để giò đây hả? Cho nó đồng chiếc xe hả? Chiếc xe này chú chở được mấy người? Xe này phải thì cũng 3-4 người lận. Có mấy người ta ngồi đây hả? Người ta ngồi đây 2 người, ở sau 2 người. Để con mời chú. Rất là nặng. Đó, cô bác anh chị thấy không? Ngồi giữa một cái thành phố phồn hoa như thế này, trên một cái chiếc xe lôi đạp của chú Chắc để mà đi ngắm thành phố Long Xuyên. Đó là cảm giác của những người khách. Họ cảm thấy rằng là ngồi trên những cái chiếc xe như thế này nó rất là hồi cổ. Chú có thể đạp nhanh được không? Được. Qua được. Đây, dạ chú qua đây. Xe lôi đạp ở miền Tây thì cũng khá là nhiều cô bác quý anh chị. Và đặc biệt là các ở tỉnh An Giang. Chú quẹo qua đây nè chú. Quẹo qua đây rồi quay lại được rồi. Dạ. Đặc biệt là ở tỉnh An Giang rồi Châu Đốc, mà hai huyện rất là nổi tiếng về xe lôi đạp đó là thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang với lại thành phố Long Xuyên. Những cái chiếc xe lôi đạp như thế này thì bây giờ gần như là đã hết thời rồi. Hàng ngày thì chú Chắc phải chở khách đi trên chiếc xe lôi đạp để mà cho một là chở khách, hai là chở hàng, cô bác anh chị. Chú có thể đạp nhanh lên bằng cái sức khỏe của chú. Đạp mạnh hả? Dạ đạp mạnh đi chú, thử nổi không? Chú cứ đạp đi, vòng lại tới đó cái mình ngừng lại. Đây là những ngày cận Tết, chuyển sang năm 2024, chuyển sang năm Giáp Thìn nha cô bác anh chị. Những ngày này thì rất là nhộn nhịp và xôn xao, không những là cái chiếc xe lô đạp để chở những người như thế này mà con có thể chở những cái bông hoa chậu kiển này cô bác anh chị. Đây. Đây. Và ngày hôm nay không phải là Bùi Hồ cho cô bác anh chị thấy trải nghiệm về một cái chiếc xe lôi đạp truyền thống là như thế nào, nhưng Bùi Hồ sẽ chia sẻ về câu chuyện của một người chú trên 70 tuổi hàng ngày đạp trên một cái chiếc xe lôi đạp như thế này để mà mưu sinh. Đó là chú Chắc, một người có gần 40 năm đạp trên một cái chiếc xe lô đạp để mưu sinh nuôi con của mình. Rồi, cảm ơn chú vô. Dạ, nhiêu tiền? Xích vô chú. Xe này là xe đồng dông như cô bác anh chị. Kéo một cái thùng lôi như thế này. Và chú Chắc á, chia sẻ rằng là trên cái thùng lôi như thế này là chú có thể là chở được 3 người. Ở đây một người, đây một người và ngồi sau lưng đây một người. Mỗi 1 km thì chú Chắc được bao nhiêu tiền? Có khi nó cho được 20-40-50 vậy thôi à. Dạ chú Chắc có thể tháo cái mũ ra để nón ra để mà được hả? Dạ. Đây đây cô bác nhìn chú nè, này con xếp xếp bỏ đây nha. Dạ chú ơi, con thấy là chú đạp rất là nặng thì không biết thì ba một người thì như vậy, còn 3 người thì chú đạp như thế nào hả chú? Thì cũng tùy theo sức mình nè. Cũng đạp dữ lắm, cũng mạnh lắm. Dạ. Lên dốc cầu cũng nổi vậy hả? Bây giờ thì chú đạp được bao nhiêu người, chở được bao nhiêu người?
tối đa lắm là 4 người, còn mấy là 3 người. 3 người à. Hoặc là 4 người. Ừ. Chú đạt được bao nhiêu năm rồi? Rồi kể như là hồi giải phóng tới giờ đó. Là từ năm 75 đến giờ. À. Là cũng gần 40 năm rồi. Ừ. Thì hồi trước giờ là cứ đạp xe lôi đạp như thế này hay như thế nào? À, thì cái cuộc sống của mình chạy tới đâu mình biết tới đó thôi. Ừ. Không có nghĩ trước được. Dạ. À, nhờ trời phạt ban cho mạnh giỏi vậy đó. Dạ. Dạ. Mỗi một ngày là chú thu nhập được bao nhiêu tiền chú? Nếu mà có chở đồ là 100 mấy, còn nếu không có thì 50-60. Dạ. Là hết mức rồi đó. Ừ. Có khi không có luôn. Chở đồ là chở những cái bông hoa chuyện bàn ghế inox này kia vậy đó. Dạ. Đội nón lên nắng quá. Dạ, thấy chú tóc đã trắng hết trơn rồi cô bác của anh chị. Dạ. Rồi sức khỏe đâu mà mình đạp chở nhiều người như vậy? Nói ngay mình cũng phải ráng giữ về sức khỏe một chút. Không có rượu chè, không có gì hết á. Có khi sáng uống ly cà phê, ăn xôi. Có khi không có uống nữa. Sáng nay thì chú ăn gì để chú đạp xe đạp? Ăn được gói xôi, 5 ngàn. 5 ngàn. Sáng nay chú đã có được một cuốc xe nào chưa? Được 15 ngàn. Được 15 ngàn. Thôi bây giờ con trả, một cây số nãy là con đi là bao nhiêu tiền? Con trả tiền chú nè. Cháu trả vô trả đi. Chú biết nhiêu. Nhưng mà thường là 1 km là bao nhiêu? Kể như là tùy theo giá cả à. Người ta muốn cho nhiêu cho chứ không có đòi hỏi. Nhưng ví dụ như đoạn đường xa thì nó ăn nhiều tiền hơn. 10 ngàn, 15 ngàn vậy thôi. 1 km là 15 ngàn. Rất rẻ cô bác anh chị. Còn nhiêu cây con gửi cho chú hết luôn nè. Đó. Đối với chú Chắc á thì mấy mươi năm qua rồi gắn bó với lại một chiếc xe lau đạp truyền thống như thế này, và ngày nay những cái chiếc xe cơ giới nhiều hơn, không còn sử dụng sức người để mà kéo như thế này nữa, từ những cái chiếc xe gắn máy nè, những cái chiếc xe ô tô nè, thì công việc của chú bây giờ đã khó khăn, vốn là khó khăn này nay lại càng khó khăn hơn. Cuộc sống của chú bây giờ như thế nào hả chú? Nói nghe gì cũng cơm nhà hai bữa, có tiền nhiều thì ăn hơi ngon chút, còn không có thì ăn cá mắm này kia rau cải để sống đó, chứ biết sao giờ. Sáng mấy mạng sáng cháu ơi, cái số mạng của mình vậy rồi, nhưng mà mình nguyện làm sao mà lương tâm mình nó chân chính được rồi đó. Chú chạy ở đây chứ không khi nào đậu gần chung chơi với ai hết á. Gia đình của mình biết, mình lo, không có bắt chước người ta. Sáng nay mấy giờ chú phải ra đạp xe? Tùy theo thức dậy giờ nào đi giờ nấy. Dạ. 6 giờ, 5 giờ tới 6 giờ. Dạ. Tối 9-10 giờ. Dạ. Tối 9-10 giờ đậu chỗ đó vậy đó. Dạ. Mòn mỏi quá thôi về nhà. Dạ. Bây giờ người ta đã cơ giới hóa nó nhanh hơn rồi. Và chở được, có thể là sức người thì không bằng sức máy được. Đúng. Này tại sao chú không thay cái chiếc xe đạp này bằng một cái chiếc xe gắn máy? Được, nhưng mà có khi công an nó, có khi nó dễ, nó khó rồi sao? Tự chế đúng không? Điểm thứ nhất, cái thứ nhì nữa, tiền đâu mà mình mua. Thôi để lấy công chức mình ra, mình chạy, đổ mồ hôi, lấy tiền đi. Thật ra là khi con ngồi lên cái chiếc xe mà chú 75 tuổi đạp cho con á, bản thân của con thấy rất là ngại. Vì đâu đó gần đây là một ông cụ rồi. Phải gồng cái đôi chân của mình lên, căng cái tay mình ra để lái giữa một cái tuyến đường như thế này. Để chở Bùi Hồ, Bùi Hồ thấy rất là ngại. Nhưng mà để chia sẻ hình ảnh về một người chú đạp xe lôi đạp á, thì Bùi Hồ bắt buộc phải ngồi lên. Rất mong là cô bác quý anh chị cũng thông cảm ha. Đây không phải là Bùi Hồ phải ngồi lên để hưởng thụ một cái trải nghiệm một cái chiếc xe lôi đạp như thế này. Nhưng mà đây là cái công việc hàng ngày của chú ạ. Đúng rồi, bổn phận rồi. Dạ. Trước đây thì khi mà chưa dịch đó thì chú đạp được một ngày bao nhiêu? Chở mấy người khách sạn đi vòng vòng chơi 100 mấy 200 cũng chừng. Dạ. Rồi có khi cái không có. Dạ. Khi xách xe ra ngồi cho đã tới giờ về. Dạ. Vậy rồi có nhiêu đó. Dạ. Hàng ngày. Dạ, ngày nào không đạp thì chú buồn không? Đúng rồi, buồn. Mình lao động quen rồi, ở nhà nó bực bội lắm. Bây giờ con rất là thương chú vậy nè. Có những người khách chở là tuổi trẻ như con. Nhỏ hơn con nữa, sức khỏe rất là lực lượng. Mà bản thân của mình lại lớn tuổi rồi. Mình dùng đôi chân của mình đạp để mình chở những người trẻ đó. Thì có bao giờ chú tuổi cho cái nghề của mình không? Có chứ. Nhưng mà tại vì mình nghĩ rằng ơn trên hay hơn. Kể ơn trên cho mình mạnh giỏi. Giờ nào thì mừng giờ đấy.
Tại vì những người trẻ ngồi lên sau để mà cùng nhau ngắm cảnh thì chú lại lặng lẽ đạp xe đạp đi nhìn. Đúng. Thì đúng rồi. Tuổi lắm. Mà lại lớn tuổi nữa cô bác anh chị. Nhưng mà bổn phận của mình kiếm chén cơm manh áo à. Trời ơi, nhiều người đó nói nặng nói nhẹ lắm. Có kỷ niệm nào chú nhớ nhất mà gây cho chú đau lòng phải không? Cũng có nhiều lúc mình suy nghĩ tới cũng mặc cảm lắm, nhưng mà thôi, cái vấn đề mặc cảm đó mình dẹp qua mình đi để mà mình kiếm tiền. Dạ. Nhưng mà chú kể cho con cái kỷ niệm nào mà chú nhớ nhất á? Dạ. Cái kỷ niệm nào mà khách hàng làm cho chú đau lòng nhất mà chú nhớ nhất không? Không, quên là lâu quá. Từ trước giờ trong nghề ba mấy năm thì cái khoảnh khắc nào làm cho chú nhớ nhiều nhất? Thì cũng nhớ mà mãi thôi, không có để ý. Cái gì nó qua nó cho qua đi cho mình biết sao giờ. Những ngày Tết này á thì chú phải đạp nhiều hơn đúng không? Dạ. Chở đồ nhiều hơn. Dạ. Thì những ngày cận Tết như thế này nếu như mà trúng nhất là được nhiêu tiền? Nếu mà trúng nhất á là 150-200 hết rồi. Rồi đi vô trong cái chỗ dãy bông bông công an nó đuổi tới đuổi lui hoài à. Dạ. À, thôi ra đậu ở chỗ này. Bà con nào có cảm mến thì đi. 150-200 là đạp phải vất vả lắm đúng không chú? Xa lắm, có khi 5-3 cây số nữa. Ờ. Đó. Có nhiều lúc từ ở đây mà chở xuống dưới Thốt Nốt nữa đó. Ôi trời ơi. Mười tám mười chín cây. Trời ơi. Đó, là trên cái chiếc xe này nó nặng lắm đúng không? À, có chở đồ thì nó trọng tải của nó thì khoảng chừng 150-200 kg à. Dạ. À, chú phải đạp 200 kg. À đó. Cô bác anh chị thử một người mà đạp trên một chiếc xe đạp một người thôi, chở thêm khoảng 50 kg thôi là rất là khó rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mình phải ráng, ráng sức của mình. Đó. À, có nhiều lúc mình mua thuốc bổ vài viên uống để cho nó tăng lực của mình. Dạ. À. Rồi có bao giờ nghĩ là 1-2 năm nữa mình sẽ về hưu không chú? Thì cái đó mình chưa biết được, cái quãng đời đó mình cũng chưa biết được. Ăn thua trời đất à, mình muốn cũng không được. Dạ. Nhưng mà mình nên nhớ đi. Ai đi chùa được phước à, lấy công chức ra mình lấy đồng tiền để mà sống. Dạ. Đó. Thương chú không cô bác anh chị? Chú chắc 75 tuổi và hiện nay gia đình của chú thì như thế nào? Thì cũng vậy thôi cháu ơi. Cũng mấy ba đứa con mà nó đi làm hồ ở xa. Dạ. À, rồi còn ở nhà với bà xã thì với chú vậy thôi. Dạ. À, rồi như đó. Thì ở nhà chú với bà xã của chú thôi. À. Hai vợ chồng mỗi tuổi, cô thì làm công việc gì? À, bán buôn chảo bánh lặt vặt bưng theo trường học. Dạ. Đây là cuộc sống của chú Chất, một người hơn 30 năm trên một cái chiếc xe lôi đạp truyền thống mà ở đây ở Long Xuyên ở thành phố Châu Đốc cũng khá là nhiều Phú Tân nữa. Và những cái chiếc xe lôi đạp như thế này nè, hiện nay nó cũng còn rất là ít đúng không chú? À, nhiều người bỏ nghề lắm đúng không? Bỏ nghề lắm. Là nhiều người có cái cơ sở hay là bà con dòng họ người ta ủng hộ, còn mình có ai đâu. Dạ. Mấy mươi năm qua đạp thì chú dư được bao nhiêu vốn rồi? Trời ơi, ngày nào hết ngày nãy mà thiếu nữa chứ đâu dư. À. Dư ruột đó. Dạ. Chú nói là chú đạp buổi tối nữa thì mấy giờ chú mới về? À, 6-5 giờ chiều ra tới chỗ đó đó. Dạ. 9:30-10 giờ không chừng. Dạ. 9:30-10 giờ tối. À. Có bao giờ tối chú có gặp nguy hiểm không? Không không, không có. Không có. Không. Ở đây nó cũng ổn định. Chú ngồi đó. Đi, chú ngồi đi. Chú ngồi đi, đứng một chân. Thôi được rồi, cháu ngồi đi, không sao đâu. Rồi, đứng quen rồi hả? Tối ngày chạy vòng vòng người cũng biết bao nhiêu cái số. Chú có ước muốn gì không chú Chắc? Thì nói ngay muốn cũng không được. Tại vì mình không có bà con nhà họ ủng hộ. Cũng muốn làm ăn lắm. Chú muốn làm nghề gì? Không có nghề gì trong tay chứ, chỉ nghề chạy xe vậy thôi. Chứ không có nghề nghiệp như người ta. Đó. Nhưng mà nguyện cầu làm sao trời bạc ban cho mạnh giỏi hàng ngày là chú mừng lắm rồi. À. An vui rồi, nói thiệt. Nó Tết, được. Tết này thì gia đình mình sẽ sắm sửa gì cho những ngày Tết? Không có cái gì hết trơn. Không có cái gì ở trong nhà gọi là Tết. Vậy hả? Cái đó chú nói đừng tâm thật sự. À, ngày Tết thì chú đạp đến ngày mấy chú mới nghỉ Tết? À, coi như là 29-30 rồi người ta nghỉ, mình nghỉ ở nhà nằm vậy thôi. Dạ, chú nghỉ được mấy ngày? À, người ta sao mình dậy cho biết nhiêu giờ.
Nhưng mà qua Tết là chú mấy khai trương, ngày mấy chú khai trương lại? À, cũng chạy nữa. Chạy nữa? À, chạy hoài suốt năm mà. Đầu năm cuối năm chạy hoài. Dạ. Hiện nay Long Xuyên mình là còn bao nhiêu chú đạp xe lôi đạp như thế này? Không biết đâu. Nhiều hơn chú? Dạ, cũng giảm bớt nhiều lắm. Nhưng mà mình đại khái mình biết là 5-3 chiếc vậy thôi. Dạ, chỉ còn 5-3 chiếc thôi. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ chú ngồi lên đây con chở chú được không? Chú con lái thử. Cái này cao quá chú, cháu đạp cũng tới rồi. Không. Lật cái chiếc xe. Con đạp được. Không. Đây chú ngồi đi nha. Con sẽ là người chở chú. Chạy đảo vòng vậy ha. Dạ. Rồi, lên đi. Đây là một cái chiếc xe đòn vong hình tam giác nha cô bác anh chị. Xe tầm vong. Hình tam giác. Và cái quan trọng là cái cộng dây sơn này nè. Và đây là một cái chiếc thắng của chú nè. Em có thể quay gần đây. Đây là cái này để xuống dốc chỗ có mưa đó mình chắn vô. Chắn vô chuyện gì là thằng cái thắng. Phụ thắng này nó mới ăn xuống dốc. Dạ. Nó đi chơi. Để đâu nếu như mà thắng này ở đằng sau nó chạy tới. Rồi mình lấy giờ mình chắn vô đây. Dạ. Nó dựng lại. Cái chiếc xe này bằng từ một cái khung sắt mà nó cũ hay sao mà chú phải băng lại không vậy? Không có, cái này mình băng đó để mà mình cứ khi mình chở đồ mình kéo lên dốc cầu á. Cho nó êm. Có nghĩa là dốc cầu lên, dốc cầu là chú đạp lên không nổi. Rồi. Cái tay mình cầm như thế này thì nó sẽ bị đau. Nên chú phải cầm như thế này, chú lôi đi. Dạ. Nó, cô bác anh chị đây. Chiếc xe này là hồi trước là chú mua nhiêu tiền? 11.250.000. 11.250.000. Dạ. Mua lâu chưa chú? Nó gắn bó chú nhiêu năm? Tính ra mua đó là mười mấy năm rồi. Dạ. 16-17 năm rồi. Dạ. Ủa cái gì chú? Không có, mình cho nó nghiêng qua đây nó được ngã xe. Cái này chú chế lại cái hả? Cái này để đây đừng có cho nó cắn cái này với cái sườn nó mốt. Nó hơi chiếc xe đúng không? Dạ. Mười mấy năm qua sao chú không thay xe mới mà con thấy nó băng bó tùm lum. Mỗi lần ngồi thay khó lắm cháu ơi. Dạ hả? Máu ra tùm lum hết trơn. Dạ. Ta kêu mua xe sườn mới đi. Nhưng mà không biết đạp như con này leo lên có được không? Hả? Không biết đạp như con leo lên có chú có ấy không? Dạ. Đây chiếc xe rất là mới nha. Đây này, có thể quay cô bác của chị thấy không? Đó, mặc dù là một cái chiếc xe bằng những cái miếng ván gỗ như thế này được chế ra nhưng mà chú làm cho khách ngồi rất là êm, ngồi rất là thoải mái luôn. Bây giờ vừa hồi sẽ đạp chở chú dắt đi một vòng và chú chắc trả tiền lại cho con. Chịu không? Được. Lên sợ đạp không tới đó. Cháu thắng bên đây nha, đừng thắng bên đây nha. Dạ. Rồi chạy đi, rồi chừng nào có gì nhảy xuống rồi vịn lại. Cứ đâm thẳng như xe đạp vậy thôi à. Rất khó. Chạy cao lắm. Dạ. Cứ việc đâm thẳng đi, đừng có quẹo đâu hết trơn á. Đạp đi, đạp tự nhiên. Đừng có quẹo đâu hết trơn á, đạp thẳng đi tới hoài rồi quẹo. Ủa sao nó cao vậy? Nó cao lắm. Không ấy con ngồi ở dưới đi. Con ngồi dưới này hả? Tầm vong nữa đó. Con ngồi dưới này hả? Ngồi tầm vong đi vững hơn. Ôi trời ơi. Thật ra cái xe này cao ghê mà chú đâu cao hơn con đâu mà sao chú đạp hay vậy? Quen. Mà sao chú chế xe nó cao vậy? Tại vì mình muốn cho nó đạp thẳng cái giò đặng mình dễ chạy. Dạ, con đạp đây. Cái việc ngồi dưới yên đi, ngồi dưới tầm vong đi rồi quẹo tay trái. Cái việc đạp ta thẳng tự nhiên đừng có dùng. Dạ, con đạp thẳng. Để con đi qua đây. Đó quẹo đi. Ê, không, ê, đừng có quẹo sát. Còn cái thùng đằng sau đó. Quẹo đi. Rất là khó sức mà hôi hết rồi. Đừng có quẹo sát lề quá nó ngã xe. Chạy khơi khơi ở ngoài. Thôi. Rồi đạp thẳng luôn. Thôi leo lên đạp. Nhóng nhóng từ từ vậy đó. Đó. Đó được rồi. Nó cũng như xe đạp vậy thôi. Nó cũng như xe đạp vậy đó. Dạ. Nhưng mà nó vì sao chú phải chế chiếc xe này nó cao như vậy? Tại vì mình muốn cho nó cao thẳng cái giò nó không có mỏi. Cho nó thẳng hết cái bàn giò nó không mỏi đúng không chú? Cứ chạy thẳng hoài đi đừng có quẹo đâu hết trơn á. Nhưng mà bây giờ con quẹo được chưa? Chưa, tới cái cua này là con quẹo được rồi. Dạ. Nhưng mà quẹo cách xa cái cua để nó cái bánh xe đằng sau đúng không? Tại vì lâu lâu quá quẹo đi, quẹo đi. Dạ. Đừng có quẹo sát cái cua nó như cái chiếc xe. Dạ con biết rồi. Đó. Quẹo đi vậy. Thôi. Nói điều chú được chưa? Chưa đi lại đằng chỗ xe hồi nãy con đậu đó. Nhưng mà vậy là chú thấy đạp được chưa? Hả? Chú thấy con đạp được chưa? Được rồi, nhưng mà đó thẳng cái gì cũng vậy mới nó lạ. Dạ, từ từ nó sẽ quen thôi. Bây giờ đạp ra chỗ mát cho chú nha. Bên kia đây.
Ờ, chạy bên đây cũng được, nắng kìa, không sao chứ. Thắng bên đây, thắng bên phải. À, bên bên phải. Dạ, thắng bên phải, à, đậu vô. À. Ai. À, cái đó. Dạ. Cái gì cũng vậy mới à, lạ. Xanh mặt. Chú nào, chú bao nhiêu ký? À, nếu mà chở sắt á, sắt kiểu chú đây. Chú bao nhiêu ký? Chân mình á hả? Dạ. Hồi đó mình được 70 mấy ký, bây giờ 50 mấy rồi. Thiếu ăn mất ngủ. Con mời chú chắc qua đây ngồi đi. Dạ, dạ. Hai chú cháu mình qua đây ngồi. Thiếu ăn mất ngủ. Thử ra ăn thì ít mà thiếu ngủ nữa. Nó khổ vậy đó. Mình có lấy cái bóp vô chưa? Dạ rồi. À, thật với cô bác quý anh chị á, là làm nghề nào thì quen nghề đó. Đúng rồi. À, Bùi Hồ thì 6 mấy ký đặt. Chú thì 5 mấy ký mà đạp một mình chú thôi là cũng rất là gian nan rồi. Đạp vòng có chút xíu khoảng chừng 300 mét nhưng mà bây giờ mồ hôi tót hết rồi. Vì không quen á thì với lại lao động bằng chân tay á nó mệt lắm. Mà một mình chú thôi mà Bùi Hồ đạp còn như vậy á thì ba người không biết như thế nào. Đối với chú việc kiếm đồng tiền nó rất là khó khăn luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Khó khăn lắm. Và mỗi một ngày là kiếm 200 ngàn là một điều gì đó nó là mơ ước đối với chú. Kiếm 200 ngàn chân của chú á là phải rất mỏi, đúng mỏi không? Rất mỏi lắm, tối như nhức mỏi lắm. Dạ. Tay của chú là nó bị chai sạn hết nè. Cô bác có gì đâu? Bàn tay rất là to luôn nha cô bác anh chị. Vì cầm nắm nhiều á. Bàn tay rất là to. À, nó nở. 75 rồi. À, Tết này 76. Tết này là 76 tuổi luôn rồi. Thương ghê không? Thương ghê không cô bác anh chị? Biết sao giờ thôi mình phải ráng. Nhưng mà lương tâm mình tốt, chân chính nữa rồi. Ý dạ. Miệng của chú là nghĩ như vậy thôi chứ không có nghĩ gì khác nữa hết. Dạ, chú đá cô Trang ra đi cho đỡ mệt. À, không sao, sao đâu quen rồi. Dạ. À, quen rồi. Nón ra đi cho ta nhìn mặt chú lần nữa đi. Nãy ngoài nắng. À, 75 tuổi rồi, cho nhìn cổ Trang cho nhìn cái ha chú ha. À, sáng nay là chú đạp được nhiêu tiền? Đâu có, chưa được cắt nào chân á. À, ăn gói xôi hết 5 ngàn rồi. Với uống ly cà phê đá 10 ngàn. Là hết 15 ngàn rồi. Ôi chú đẹp trai ơi luôn á. Trời ơi. Cô bác quý vị thấy không? Chú đẹp trai kinh khủng không? Ôi trời ơi. Vì sao chú lại thích mang khẩu trang hả? Quen rồi hả? Tại vì quen rồi. À, mình nói ngay mình không phải là mình nghĩ chung hết. Sợ người bệnh, người không bệnh đó. Lỡ nó lây mình cái là chết luôn. Dạ. Nhưng mà vừa đạp vừa mang khẩu trang vậy thì mệt lắm. Không, không sao. Chứ không có gì, cái khi mình lâu lâu mình kéo xuống vậy nè. Dạ. À, chứ nếu rồi mà... cái nón này là bao nhiêu năm rồi? Cái này trời ơi, nó cũng miệt mài với mình lắm. Nắng mưa. Nắng mưa hả? Dạ. Thương không? Cô bác anh chị thấy chú mà thương ghê gớm không? Bây giờ con hỏi lần nữa là có mơ ước gì không? Nói con nghe. Tết đi nè. Cháu nói chú chỗ này nè. Mơ ước thì cũng mơ ước vậy, nhưng mà không đủ điều kiện, không có thật sự đến với mình. Thì thôi bây giờ mình sống hàng ngày vậy hoài. Có tiền nhiều thì ăn ngon. Còn không đó thì ít. Sao chú khóc? À. Sao chú khóc? Sao chú khóc? Chú chắc sao chú lại khóc? Thì mình thấy bổng phận của mình. Sao bổng phận sao? À, cũng như là mình nghèo dữ khổ nên thiếu thốn như nữa. Mà thôi chú có nhiêu đó thôi, không có nói gì nữa thêm. Mình nói nhiều quá thì thấy không tốt rồi. Chú có gì khó khăn chú nói với con. Cũng không có gì khó khăn. Chú nói với con là bổn phận của mình là như vậy rồi. Chỉ cần sức khỏe thôi. Nhưng mà tự nhiên con thấy nước mắt chú chảy. Thì nó như mình cảm động vậy thôi.
Cảm động về cái vấn đề gì chú? Cảm động chẳng hạn như mình nghèo quá rồi không biết sao. Nhiều lúc ha, tới 9-10 giờ khuya mới ăn cơm. Đó, trưa này cũng vậy, nó có tiền thì ăn, rồi không có thì kiếm cơm từ thiện ăn. Rồi như đó đó. Dạ. Thấy chú chắc khóc mà mình tự nhiên mình chạnh lòng rồi đó, cô bác cũng vậy. Hôm nay gặp con chú chia sẻ được những cái tâm tư á, chú có thấy mình nhẹ lòng hơn không? Cũng 10 phần nhẹ được 8. 10 phần nhẹ được 8. Dạ. Chứ cái nghèo này mình không có đến gần với ai được hết á. Dạ. Cái nghèo của mình nó không có đến gần với ai được hết trơn á, là vì người ta nhiều người có tình nghĩa, không nói gì không có chú, tình nghĩa. Chú lại ngồi gần con nè. Hai chú cháu mình giống nhau. Chú nói một cái câu gì nè cô bác anh chị, cái nghèo này á mình không có lại gần với ai được hết trơn á. Đúng rồi. Vì sao chú suy nghĩ như vậy? À, tại vì mình thì cách xa dữ lắm, nghèo với giàu cách xa dữ lắm. Nhiều người có cái tâm niệm thì người ta còn có chỗ nhân đạo người ta tiếp xúc mình, còn người ta không có tâm đạo người ta không tiếp xúc mình, mình cũng ngại lắm. Rồi ý nguyện của chú từ chú ngại hay sao? À, ngại lắm, không có muốn lại gần ai. Dạ. À, tại vì nhiều người người ta thời buổi này người ta kính trọng đồng tiền. Dạ. Còn mình thì nghèo không, không đủ ăn đủ nhưng xài. Mà con thấy cái tâm đạo của chú lớn lắm. Dạ. Có nghĩa là chú không suy nghĩ về tiền. Mọi người có tiền thì kệ, có sao thì kệ ta, nhưng mà chú chú lại không suy nghĩ về tiền. Ừ. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Có nhiều thì ăn ngon một chút, còn có thì cá mắm này kia, rau cải chấm rồi qua ngày. À, đối với chú thì chú lấy gì làm hạnh phúc? Thì cái chuyện đó là tính sao chứ mình đâu có biết sao giờ. Không biết hả? À, trời ban cho mình được bao nhiêu thì mình hưởng bao nhiêu, mừng lắm. Quan trọng nhất là cái sức khỏe. Dạ. Quan trọng là sức khỏe là đầu tiên. Ngày hôm nay con về lại Long Xuyên những ngày cận Tết như thế này. À. Con muốn trải nghiệm gần Long Xuyên, đi vòng vòng Long Xuyên đẹp như thế này. Ừ. Và thật ra thì con muốn trải nghiệm cho mọi người biết được một cái người 75 tuổi rồi vẫn còn miệt mài lao động bằng với cái đôi bàn tay và đôi chân của mình. Ừ. Kiếm đồng tiền vất vả lắm. Đúng, mồ hôi sôi nước mắt, có đôi khi khắp nói nặng nói nhẹ. Đúng, có. Không mưa thôi, mà mưa nữa là còn chết lớn nữa. Đó, nó khổ vậy đó. Dạ. Cũng mong rằng thì khi mà cô bác anh chị có về lại thành phố Long Xuyên, đi những cái chiếc xe lôi đạp của những người như chú như thế này nè, thì gửi thêm cho một chú một ít cà phê, hoặc là thử trải nghiệm đạp xe đạp để cho chú ngồi lên để mình cảm nhận cái sự vất vả của chú cũng được. Đó là cũng là một hình thức trải nghiệm và du lịch ha. Thật ra thì con thương chú, và con mà có nói lời nào mà nó làm cho chú buồn á thì cho con xin không lỗi. Không có đâu, trời ơi, con ngủ chú mừng lắm. Nói thiệt, nói có ơn trên làm chứng. Dạ. Ngủ mừng lắm. Gặp con vui không? cũng vui chung với nhau chứ. Mà hồi sớm là con hỏi thiệt nha, chú thấy con là đi xe lớn cái chú ngại ngại hay sao? Không, không có, tại vì chú chưa biết rằng đi xe lớn là đi xe Honda, không biết. Dạ, dạ. Cháu nói rồi, đi xe đậu chú cửa nhà thờ mới dạ. Biết đó. Con nói thiệt với chú, tâm niệm của con như thế này. Đi xe nào cũng được, quan trọng là di chuyển mình về đến đích là được rồi. Ừ. Còn cái việc chiếc xe nó chỉ là phương tiện di chuyển và hình thức bên ngoài thôi. Quan trọng là sống như thế nào và đối xử với mọi người ra sao. Ừ. Và con có nghe chú chia sẻ là cái tâm của chú giàu nghèo cũng được, quan trọng là cơm ngày hai bữa là đầy đủ sức khỏe là vui. Rồi, có những người họ có rất là nhiều tiền nhưng mà họ lại không có được sức khỏe thì họ cũng không có vui bằng đúng, chú. Đúng. Chú cảm nhận được rất rõ là niềm vui trong lao động nó cũng là một cái coi như ơn trên đã cho mình một cái sức khỏe để có thể lao động trên cái đôi tay đôi chân của mình, mang lại niềm vui cho người khác thì chú cũng là vui. Ừ, và ngày hôm nay có dịp trở về đây thì được Bùi Hồ thay mặt cho bạn Cẩm Thi ở Hàn Quốc gửi cho chú 1.000.000 đồng lì xì chú những ngày Tết như thế này. Và con hứa với chú, nếu có duyên đủ dày con sẽ qua thăm chú thường xuyên. À, con gửi cho chú thay mặt cho bạn gửi cho chú 1.000.000. À, ngày nay hôm nay là đạp cuốn xe đựng 1.000.000 nha. Coi
cho cũng gửi lời thăm cái người nào mà cháu rồi nói Trọng đó Thi. Chúc cho cô đó sống lâu sức khỏe, an lành, bình an, mạnh giỏi nha. Chia sẻ những thước phim như thế này cũng mong là những đoạn chia sẻ của cô bác với anh chị á sẽ là một niềm động lực lớn cho để mà chú được nhiều người biết hơn, cũng như là chú có thể chạy xe được nhiều hơn, và có thể thì cô bác anh chị có thể ủng hộ cho chú bằng một cái những cái quà ngày Tết cũng được. Còn bây giờ thưa với chú là con chúc chú sức khỏe và con thay mặt cho bạn Cẩm Thi cũng như là tất cả các cô chú anh chị á, cô đó ở Hàn Quốc hả? Dạ, chúc cho chú sức khỏe dồi dào, vạn sự cát tường. Và những ngày gần Tết này sẽ có được nhiều người kêu chú hơn nữa, và không phải là 200-300 trên những cái chiếc xe đạp này, mà có thể ý là khoảng nhiều hơn để cho Tết một cái đất sum dày, được không? Cái đó là tùy theo từng cháu thôi. Dạ. Cũng không có... Chú thấy con dễ gần với chú không? Dạ đúng, cũng không có quyền gì mà mình đòi hỏi, tùy theo mỗi người có cái tấm lòng. Dạ. Chú nghĩ như đó thôi à. Nhưng mà chú thấy con là chú vui không? Vui chứ, không thiệt, không phải thấy đồng tiền mà vui về cái vấn đề giữa người và người với nhau. Dạ. Cái tình nghĩa với nhau là cao thượng rồi. Dạ. Chú là nghĩ như vậy thôi. Dạ. Đồng tiền cái bữa nay mình có mới không, mốt có bữa nội không. Dạ. Vậy đó, nhưng mà tình nghĩa là quý. Dạ. Vậy thôi à, ý nguyện của chú nghĩ như đó đó. Dạ. Dù cho sống ở nhà lầu biệt thự đi xe sang thì sau này tuổi già rồi thì chỉ còn là hư không thôi chú ha. Ừ. Dạ. Vậy chứ. Nhưng mà thôi vậy cũng vui rồi. Gặp chú tự nhiên cái mình có thêm động lực hơn, Bùi Hồ lại có thêm động lực hơn về trong cuộc sống. Và rất mong cô bác anh chị sẽ luôn ủng hộ đồng hành với Bùi Hồ vào những ngày cận Tết, những đoạn clip như thế này. Ha. Còn bây giờ đi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái cổ hả? Dạ. Và trước khi về mình cũng quên tặng cho chú một cái chai dầu. Chú ơi, con thay mặt cho chú Kim Linh Trần ở Mỹ tặng cho chú chai dầu. Chú nói là chú thường hay nhức mỏi lắm. Chú thấy là chú sức cũng được nè. Chú biết mở không? Chú biết mở không? Biết. Cái này là dầu hai nắp nha chú. Dạ. Dạ rồi, chú cất đi. Ơi, mời cho chú một cái ly nước luôn. Uống trà nha chú. Chú chai xì tin với con bữa. Đây được ống nút mà. Dạ. Đây. Làm kỹ quá. được rồi. À, ok. Đây. Ngon, cảm ơn chú. Chú có thường uống trà này không? Được rồi. Có khi có đem theo chai nước lạnh về. Dạ. Có khát nước uống. Nhưng mà ly trà này nếu như mà mua là chú phải đạp rất là lâu mới mua được á. Ừ, đúng rồi, mắc lắm. Bình thường là chú mua ly trà bao nhiêu tiền uống ly cà phê? Đấy có 10.000 à. Cà phê đá cái chỗ 12.000. Dạ. Ly này nhiêu ly? Nhiều. Có 25.000. Nó không nhiều nhưng mà mình kiếm đồng tiền nó khó, thấy nó nhiều. Dạ. Nhưng mà thôi con mời chú mà. Thấy chú dễ thương lắm. Tính kết thúc đoạn clip rồi. Tuy nhiên á thì ngồi đây tâm sự với chú thêm tí xíu nữa. Dạ. Lát nữa cháu về bệnh. Trước khi vậy đó cho chú gửi lời thăm cái cô gì nãy nói đó. Dạ bạn Thi. Gặp nhiều an lành trong cái cuộc sống nha. Rồi trời Phật ban cho cái cô đó được bình an mạnh giỏi. Cả luôn cháu luôn, gia đình của cháu luôn. Một năm mới đầy nhiều sức khỏe an lành trong gia đình. Dạ. Rồi chú có bao nhiêu đó thôi chú cũng không biết sao giờ. Nụ cười chú hiền ghê. Cuộc sống bởi vì có đôi khi người ta nói nha, chỉ cần vui vẻ có sức khỏe là được rồi. Đúng. Không cần. Nhưng mà vui vẻ sao nổi, hoàn cảnh của mình vậy sao vui vẻ bây giờ. Dạ. Nó khổ vậy đó.
mình làm con người mình cũng phải biết muốn chứ, mà nó không có đạt yêu cầu được. Thôi, cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ủa hết luôn rồi, con cũng cầu chúc cho hai cháu về bình an nha. Dạ. Chừng nào có gì đó điện cho chú. Dạ. Đã rồi. Cho chú gửi lời thăm dạ. Cô gì đó nha. Dạ.